Theo Viện Tư vấn Phát triển, trong gần 10 năm gần đây, trung bình mỗi năm có hơn 65.000 hecta rừng của nước ta bị mất đi. Diện tích rừng tự nhiên đang suy giảm với tốc độ đáng lo ngại, nhất là ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Nhiều cánh rừng bị xóa sổ một cách không thương tiếc, trong đó có cả rừng phòng hộ và rừng đặc dụng. Việc phá rừng có khi diễn ra một cách công khai với sự tiếp tay của không ít cán bộ, đảng viên, thậm chí là những lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương thoái hóa biến chất. Tình trạng xẻ thịt rừng thường tập trung ở khu vực rừng đặc dụng, rừng tự nhiên còn nhiều gỗ có giá trị thương mại cao. Vì vậy, mặc dù diện tích rừng đang ngày một tăng lên, nhưng chất lượng rừng thì ngày càng giảm mạnh. Chương trình Tiêu điểm hôm nay sẽ làm rõ vì sao từ hàng chục năm nay, nhà nước luôn đặc biệt quan tâm đến công tác bảo vệ và phát triển rừng, nhưng chất lượng rừng vẫn đứng trước nguy cơ ngày càng suy giảm. Gần 3 năm trước, khi Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho phép công ty Lộc Phát khảo sát gần 350 hectare rừng đầu nguồn tại tiểu khu 332 và 340 thuộc xã Epuk, huyện Krông Năng để lập dự án trồng cao su. Khi công ty này bắt đầu phát rừng, khai thác gỗ cũng là lúc cả nghìn người dân địa phương tụ tập kéo nhau vào đây để chặt phá cây, lấy đất làm nương rẫy. Họ cho rằng đây là khu rừng đầu nguồn đầy gỗ quý, trong khi chỉ những diện tích rừng nghèo kiệt mới được chuyển đổi mục đích sang trồng cao su. Và nếu công ty được chặt cây lấy gỗ, trồng cao su, thì họ cũng có thể chặt cây làm nương rẫy. Hiện tại những cái cây cối này, 90% mà đã mất đi rồi, chứ còn 10% thôi này, 1% thôi đó, cái to đó. Chỉ trong một thời gian ngắn, gần 300 hecta rừng đầu nguồn Krông Năng đã bị xóa sổ. Nhưng những minh chứng về một khu rừng giàu rậm rạp bị bức tử vẫn còn đây. Và sự thật về việc cố ý biến rừng giàu thành rừng nghèo kiệt nhằm hợp thức hóa cho mục đích chuyển đổi rừng đầu nguồn tự nhiên thành rừng sản xuất để khai thác gỗ cũng dần được cơ quan chức năng cắt nghĩa rõ ràng hơn. Nói theo cái công tác kiểm tra của mình gọi là lừa trên dối dưới. Lập dự án thì trong đó là không có thực tế. Lập một cái dự án gọi là dự án mà thực rừng thì rừng trữ lượng gỗ rất là lớn, nhưng mà trong đó là mình nói là rừng nghèo kiệt để mà được cái cấp dự án để mà lấy đất để mà trồng. Thì mình là cái trách nhiệm của cán bộ mình là không trung thực với tổ chức. Từ nhiều tháng nay, hàng nghìn mét khối gỗ được phép tận thu ở hai tiểu khu 332 và 340 của rừng đầu nguồn Krông Năng vẫn đang tiếp tục được vận chuyển ra khỏi rừng. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận ông Lữ Ngọc Cư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều sai phạm. Và vào cuối năm ngoái, ông Cư đã bị kỷ luật, miễn nhiệm chức vụ vì buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, dẫn đến sai phạm quản lý nhà nước cũng như quy chế làm việc. Khi mà kiểm tra, giám sát có dấu hiệu vi phạm thì chúng ta cũng phải kiên quyết. Nhưng theo tôi thì cái mấu chốt của vấn đề kiểm tra giám sát là nhằm để tạo một cái nhận thức, một cái cách quản lý tốt, chứ không phải chờ đợi đến khi mà người ta có sai sót rồi đi kiểm tra giám sát để xử lý kỷ luật. Thì tôi bảo đó không phải là cái mục đích của kiểm tra giám sát, mà đặc biệt là trong lĩnh vực kiểm tra giám sát quản lý bảo vệ tài nguyên rừng. Cho nên là nên bắt đầu từ chính sách, biện pháp ngăn ngừa từ các tổ chức cá nhân được giao trọng trách cái việc đó. Trong 2 năm 2011 và 2012, các ngành chức năng ở khu vực Tây Nguyên và vùng phụ cận phát hiện hơn 7.400 vụ vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý và bảo vệ rừng. Trong đó có hơn 1.500 vụ phá rừng với tổng diện tích hơn 1.000 hectare. Cơ quan chức năng và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã phát hiện 81 tổ chức và 165 đảng viên vi phạm và đã tiến hành kỷ luật đối với 5 tổ chức và 82 đảng viên. Hoạt động của các cơ quan chức năng, nhất là các lực lượng là quản lý bảo vệ rừng như lực lượng kiểm lâm, lực lượng quản lý bảo vệ rừng của các chủ rừng đó, rồi các cơ quan có chức năng phối hợp như quân đội, công an, mà có những cái việc, có những cái lúc là buông lỏng, thậm chí là có cán bộ tiếp tay, từ đó dẫn đến là cái việc quản lý bảo vệ rừng đó, thiếu kỷ cương. Tới thời điểm này, diện tích đất rừng tại hai tiểu khu 332 và 340 huyện Krông Năng đã được chia cho những hộ dân thiếu đất để làm nương rẫy. Giải pháp tình thế này như một cách để giải tỏa sức nóng của dư luận sau sự biến mất của hàng trăm hecta rừng đầu nguồn, vốn là lá phổi xanh của một vùng dân cư rộng lớn. Các sai phạm dù đã được xử lý dứt điểm, nhưng rừng đầu nguồn ở huyện Krông Năng thì đã mãi mãi không còn nữa.
Theo Viện Tư vấn Phát triển, từ năm 2005 đến nay, trung bình mỗi năm có hơn 65.000 hecta rừng của nước ta bị mất đi. Trong đó, diện tích rừng mất đi do chuyển đổi mục đích sử dụng chiếm hơn 43%. Đáng lo ngại nhất là chủ trương chuyển đổi rừng tự nhiên nghèo kiệt thành rừng sản xuất đang bị lợi dụng. Nhiều diện tích rừng tự nhiên có chất lượng từ rừng trung bình đến rừng giàu đã bị biến thành rừng nghèo kiệt để hợp thức hóa cho việc khai thác gỗ, nhất là ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Theo nghiên cứu của chúng tôi trong những thời gian gần đây, thì đặc biệt là trên địa bàn của các tỉnh như Đắk Nông và Lâm Đồng, thì chúng tôi nhận thấy rằng là có nhiều diện tích mà rừng được chuyển đổi đó không hẳn thực sự là cái rừng nghèo kiệt. Khi đi vào nghiên cứu thì chúng ta đã nhìn thấy ở những cái cánh rừng bị chặt xuống thì có những cánh rừng là có những cái khối gỗ tròn với đường kính của cái khối khúc gỗ là trên dưới 1 mét. Và ở đây thì dư luận đặt ra một cái câu hỏi, đó là cái việc chuyển đổi rừng từ cái rừng tự nhiên sang trồng cao su thì thực tế nó là trồng cao su hay thực tế đó là các cái doanh nghiệp đang chủ yếu là để khai thác gỗ. Năm 2006, thực hiện sắp xếp đổi mới các lâm trường quốc doanh, cũng như nhiều địa phương miền núi khác, toàn bộ diện tích rừng mà người dân xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình được giao khoanh nuôi và bảo vệ bị thu hồi giao lại cho lâm trường. Kể từ đó, diện tích rừng tự nhiên tại địa bàn hẻo lánh xa xôi này ngày càng bị thu hẹp. Kể từ năm 2006 mà trở về trước á, thì người dân bảo vệ rừng là rừng rất đẹp, rừng là không có một cái vấn đề gì là xảy ra. Thế nhưng ngược lại, kể từ là năm 2006 đến hôm nay á, thì rừng là bị tàn phá là ngày càng nhiều, như các chú cũng đã thấy. Tiếp theo, việc thu hồi rừng tự nhiên đã giao cho người dân khoanh nuôi bảo vệ là quá trình quy hoạch lại 3 loại rừng: rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng sản xuất. Theo đó, một phần lớn diện tích rừng đầu nguồn, rừng nguyên sinh với nhiều gỗ quý như lim, táu tại địa bàn huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình được quy hoạch thành rừng sản xuất, mở đường cho công ty lâm nghiệp khai thác hợp pháp. Những dấu tích còn lại này cho thấy hàng loạt cây gỗ quý to cỡ vài người ôm đã bị chặt phá. Trạm đã có đi kiểm tra khảo sát và đồng thời là đánh giá thì cái ảnh hưởng rất là lớn đến cái điều kiện môi trường. Thì đã có văn bản kiến nghị với là các cấp. Vừa qua thì về phía ban tỉnh cũng đã là có văn bản là yêu cầu lâm trường dừng cái việc là phá rừng để là trồng rừng. Nhưng đến khi có văn bản của tỉnh yêu cầu dừng khai thác thì khoảng 1.000 hecta rừng đặc dụng đầu nguồn đã bị chặt phá để trồng keo. Hậu quả là nguồn nước sinh hoạt của người dân vùng ven bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chỉ trong thời gian ngắn, tình trạng sạt lở đã cuốn trôi mất trên 40 hecta đất sản xuất hoa màu của người dân địa phương. Sau gần 10 năm sắp xếp đổi mới các lâm trường quốc doanh, đã có khoảng trên 2 triệu hecta rừng được giao lại cho Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý. Trong đó chủ yếu là rừng phòng hộ, rừng đặc dụng tự nhiên. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn tới tình trạng suy giảm rừng, bởi cấp xã thiếu năng lực quản lý và bảo vệ rừng. Có lâm trường tức là vẫn có chủ. Mà nếu như là lâm trường mà làm hỏng rừng, làm mất rừng, ông chủ lâm trường, ông giám đốc lâm trường vẫn phải đi tù. Lâm trường trả lại hết rừng cho xã, cho huyện, thế thì nó thành vô chủ. Cơ quan hành chính là quản lý nhà nước, tức là tôi quản lý dân sự, tôi quản lý xã hội, chứ không phải tôi quản lý rừng. Bây giờ giao cho ông ấy. Đã giao thì anh phải nhận. Anh là một cấp chính quyền, bây cấp trên giao cho anh. Vô lý mà anh không nhận. Xã thứ nhất là không có chức năng, thứ hai là không có năng lực và cán bộ để làm cái này. Nhưng vẫn phải quản lý những các cái rừng mà lâm trường trả lại. Thì đây là cái chỗ dễ mất rừng nhất. Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, có 5 nguyên nhân chính làm mất rừng tại Việt Nam. Trong tổng số hơn 65.000 hecta rừng bị mất hàng năm, khai thác trái phép chiếm khoảng 8%, cháy rừng và sâu bệnh chiếm gần 4%. Còn lại chủ yếu là do chuyển đổi mục đích và khai thác trắng rừng theo kế hoạch được phê duyệt hàng năm. Có hai nguyên nhân lớn, hai nguyên nhân chính dẫn đến mất rừng theo cái báo cáo của Bộ Nông nghiệp hiện nay, Phát triển Nông thôn hiện nay ở Việt Nam. Cái thứ nhất đó là vấn đề về chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, đất rừng từ cái đất rừng sang cái đất cho phát triển công nghiệp chiếm khoảng chừng 43% trong tổng cái diện tích mất rừng của chúng ta. Cái thứ hai nữa, hàng năm ấy chúng ta, nhà nước chúng ta vẫn đang cho khai thác rừng và khai thác theo hình thức khai thác sạch, khai thác trắng.
và cái diện tích là nó chiếm khoảng chừng 44% trong tổng cái số là 65.000 hecta bị mất. Trong tổng diện tích hơn 13 triệu hecta rừng của nước ta, có hơn 10 triệu 300.000 hecta rừng tự nhiên và gần 2 triệu 800.000 hecta rừng trồng. Trong hơn 65.000 hecta rừng bị mất hàng năm thì chủ yếu là rừng tự nhiên, và đây là mức suy giảm đáng lo ngại. Tình trạng phá rừng, khai thác gỗ lậu, tấn công kiểm lâm gây thương tích xảy ra ở nhiều vườn quốc gia, khu bảo tồn trên toàn quốc, nhưng số lượng vụ việc bị khởi tố, truy tố là rất ít. Trên thực tế mà chúng tôi đi thì chúng tôi thấy rằng nhiều những cái giải pháp cho thấy rằng là nếu như không có sự đồng ý hoặc không thậm chí là không có sự tiếp tay của các cá nhân và các cái cơ quan quản lý nhà nước thì gần như là cái việc xâm hại vào rừng là rất khó khăn. Chính vì vậy là cái việc mà xâm hại vào rừng, việc mà những nguyên nhân dẫn đến cái việc mà rừng suy giảm là có một phần trong những nguyên nhân là lỏng lẻo và kể cả là có những cái lợi ích rồi có những cái tiếp tay của các cá nhân và các cơ quan quản lý nhà nước. Vậy thì các cần phải có các chế tài để xử lý một cách mạnh và nghiêm khắc đối với những đối tượng này. Theo giáo sư Nguyễn Ngọc Lung, loại rừng bị xâm hại nhiều nhất chính là rừng tự nhiên, giàu trữ lượng gỗ. Để giảm thiểu rủi ro thì từ nhiều năm nay, ngành lâm nghiệp luôn tìm cách bảo hiểm rừng tự nhiên nhưng không được chấp nhận. Bên thì tôi là chủ rừng. Nếu như là cái rừng này bị chặt trộm thì tôi đã có một cái ông bảo hiểm, ông trả tôi cái tiền. Thì nó khác hẳn. Mà đã 20 năm nay, hồi mà tôi còn phụ trách ngành lâm nghiệp, tôi đã thảo luận rất nhiều với các cái công ty bảo hiểm. Tôi rất muốn cho ông bảo hiểm, ông bảo hiểm chúng tôi. Có thể tôi phải trả cái tiền cao hơn người khác, vì cái rủi ro nó lớn thì phải trả tiền cao hơn. Nhưng mà tôi không dám làm. Cho nên hôm nay vẫn chưa ai dám bảo hiểm. Từ thực tiễn cho thấy, để quản lý bảo vệ rừng hiệu quả và bền vững, thì cần có sự tham gia tích cực của cộng đồng sống liền rừng. Theo Viện Tư vấn Phát triển, vai trò của cộng đồng trong việc bảo vệ và phát triển rừng đã được thừa nhận ở nhiều nơi và đem lại hiệu quả thiết thực, với mô hình giải quyết hài hòa nhu cầu của người dân và sự tồn tại, phát triển của rừng. Ở các cái vùng miền núi mà có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, có đồng bào người dân sinh sống, thì cần đẩy nhanh các cái giải pháp giao rừng cho cộng đồng. Để làm sao đấy là biến cái rừng đó thành những cái sở hữu chung của cộng đồng, và cộng đồng người ta sẽ quản lý bảo vệ trên cái nguyên tắc là bảo vệ cái vấn đề môi trường sinh thái của cộng đồng, bảo vệ vấn đề về tâm linh tín ngưỡng của cộng đồng, và bảo vệ cho cái việc là khai thác và sử dụng các sản phẩm ngoài gỗ phục vụ cho nhu yếu cầu phẩm hàng ngày của cộng đồng, là lâm sản phụ trong rừng. Hiện nay đã có gần 22.000 thôn bản tại 165 huyện trên toàn quốc xây dựng và thực hiện quy ước bảo vệ rừng, góp phần quan trọng vào việc lấp đầy các khoảng trống của pháp luật trong việc điều chỉnh các hành vi bảo vệ rừng. Đây là giải pháp quan trọng mà ngành lâm nghiệp đặc biệt quan tâm để bảo vệ và nâng cao độ che phủ của rừng. Việt Nam là một trong 5 quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ thiên tai. Đó là lý do nước ta đang tích cực thực hiện 2 chương trình lớn: chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu và chương trình quốc gia về phòng chống thiên tai, với mục tiêu trọng tâm là trồng và bảo vệ rừng.